Xin chào các bạn, hôm nay đi mua tiệm bánh bao. Bánh bao gì? Bánh bao 3TB. Nghe nói tiệm này bán bánh bao, có bánh bao chiên mấy bạn ơi. Hôm nay mình là lần đầu tiên mình đi ăn thử coi nó như thế nào. Bạn đi theo mình coi thử nha các bạn. Đây đây đây, ở đây tiệm bánh bao Việt Nam, Vietnamese Steam Bun bánh bao. Ngay cửa là gì đó, bánh bao trứng cút. Bánh bao gì đó giống quái gì đó, bánh bao giống khoai môn. Fry, bánh bao chiên mấy bạn. Đây, có bánh bao trứng muối, bánh bao thường, bánh bao thịt gì không biết nữa, cà phê sữa đá. Vô coi thử. Bên này thì bình thường như mọi chỗ thôi, bán nước, không có gì đặc biệt hết. Ủa, hấp dẫn. Không có gì lấy lại. Mày bán đồ ăn, bánh gì thôi. Chà bông, cơm chai, số 1 là bánh bao thập cẩm, bao chứ. Cho anh cái bánh bánh bao khoai môn đậu đỏ luôn. Chiên là ít nhất là 3 cái rồi, chiên 3 cái dạng rồi lại chạy thêm 2 đồng rưỡi chiên. Một cái bánh bao là vậy, tất cả bánh bao nhỏ. With one box free when you buy 10 box equal. Giống như số vịt phi vậy đó, 2 đồng rưỡi tiền chiên. Vậy mượn mua 200 cái đi thì 2 đồng rưỡi tất lời. Cái một cái bánh bao khoai môn đậu đỏ hả? Khoai môn đậu đỏ. Chai chả chúc chả bánh bao số 13 là bánh bao cà dê trứng muối. Bánh bao cà dê Costa. Ở đây lại nào bán chạy nhất em? Dạ số 1 á, số 1 với lại cái nhân thần tẩm người gà này nọ. Số 1 khác mấy khác bánh bao mấy tiệm khác chỗ nào? Thì mới không biết. Em không có được ăn. Và một phần của nó là chín trắng nha chị. Nếu mà chị muốn mua một phần, còn nếu không có thì mua lẻ cũng được. Một phần chín trắng. Dạ. Chị có thể mix với nhau nhưng mà cái giá thì bánh bao cao nhất. Chị mua 9 cái được tặng cái kìa. Là 10 cái. Kép một box vì buy 10 box là bạn phải mua 10 hộp, mỗi hộp 9 cái là 90 cái thì bạn mới được một hộp phi là 100 cái. Vậy hả? Dạ. Nghe không rõ. Dạ, đợi em đi. Dạ. Ok, để em từ mở lại coi. Mua nên đọc lại, mua một box free là mua một hộp là 9 cái, mua 10 hộp là 90 cái, được một box free là 10 cái là 10 hộp thì sẽ được một cái hộp free. Dạ, tức là 90 cái được thêm 9 cái free. 99 cái free. 99 kiểu. Ăn gì đó bạn? Không biết. Smile you on camera. I'm on camera. That's me too. Ủa còn thịt bánh bao không thì bán nhiêu tiền em? Là thịt bánh bao không? Là bánh bao không hay là thịt để làm bánh bao á? Không có bán hả? Anh thấy là có bán bánh bao không nhân, anh định mua cái đó về anh tự anh gói. Có lấy cái bao không? Ở vậy? Tiền đó có bóp nè. Dạ,
chị là 7 đồng 8 cent. Ờ, em mua cái gì 10 đồng tiền trả thẻ. Hả? Okay. Ok. Ô các bạn bánh bao ra nè, ghi chừng. Các bạn thấy khói bốc lên không? See right here, khói bốc lên các bạn không? Thơm lắm các bạn ơi. Ok, giờ mình kiếm cái bánh bao của mình, bánh bao taro đậu bean, red bean là nằm ngay đây. Ok. Đó. Mình ăn taro với red bean. Trả lại cho bạn thư ký bên kia. Các bạn coi này. Đó, taro, red bean. Thơm cực kỳ mà. Bao ngọt ngon. Nóng. Trời ăn mưa ở ngoài nữa. Trời ăn mưa ăn quá đã luôn. Ngon, đúng không? Mày sẽ cho mẹ. Rồi. Ngon ngọt. Ngon quá. Má. Thơm quá trời luôn ha. Cút. Để mình mở các bạn con. Các bạn, đây là màn mở bánh bao này các bạn. Rồi, để hai tờ kẹp. Trứng cút. Ủa sao đỏ đỏ này là gì đây? Lạp xưởng. Ờ lạp xưởng mà sao nhìn ở trên này nó đỏ giống như anh tưởng. Để mà. Anh tưởng như cơm sạc vậy. Đây là loại bánh bao thường. Thôi không dám ăn trước bạn vợ đâu. Động thở. Động thở. Ngon. Nếu này vậy cũng rẻ nè. Đồng mấy? Mua một hộp 10 cái còn rẻ nữa. Giống như cái số 1 á, 1 đồng 65. 1 đồng 65 một cái. À, mua một hộp 9 cái có 10 đồng à. Còn có 1 đồng hơn cái không. Mình hớt bánh taro này ngon à. Taro nhân ngọt rất là ăn rất là hấp dẫn luôn. Ngon các bạn. Ăn kiểu mà nó giờ tập thể dục chích chào luôn. Rồi má ăn nhân ngọt xong và tiếp ăn nhân mặn thịt nó làm vậy thịt. Bánh này nhiêu cái bạn? Hình như hay là 10 á? Đồng 8. Thấy trung bình á, cái nào cũng đồng 85, cái rẻ nhất đồng 65. Cái không nhân á, cái không thịt nó không nhân á thì 65 cent. Cái mắc nhất là 2 đồng 10 à. Rất là ngon. Ok. Ok, giờ xin miếng nước uống. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bạn nào chưa bấm like, bấm đăng ký kênh, bấm đăng ký kênh giùm mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại, bye bye. Các bạn đang thấy nhìn đây, anh nhìn lộn rồi. Đó.